bastante duro. Today is the heaviest rain of Bhutan 2020. The heaviest rain of 2020. This is the day. See, the water is rising. Yeah. It's going to come in here. See, the water. Rain in the lake. We can see outside. It's getting wet. Yes. Coming down. Lai lâu giống chàng chỉ một tập với chàng sang nhìn tụi tắm do tài về cắt thì giờ tí là sao mau tôi nghĩ có dự sẽ là sao mau ngon chàng không chỉ một tập lỗ sọ mà ngầm ta thì swimming pool bằng yên về ô là sao mau ngon mà tung là sao qua đi buồn năng cái sự yên cắt thì là ngào đi sẽ ok xong Pinangye. Oh, bit tall it then. Just not too many more things. Chúng hình nhận thiện may mạnh tốn để hóa chuyển tội cho cầm đỡ chứ gì là sao hoa là tươi mỹ chứ cậu như sự ủa chứ gì vừa dị là sao hoa là nó ăn xung lòng về và cắt giác sẵn hứ quý ở về yên chứ gì vừa dị là yên xung lòng gồm một cái kỳ sĩ tại nó vì dị hẹt đi quá thân lệ sẵn chứ gì vừa vì lồng đút riêng này, cái này có gì nữa sao?
record đấy tại tôi nên có gì đã độ thì đã nó đợi nó dòng đã rồi đợi nó để cho mẹ nó ôn nó ngay các cái chôn đủ đủ tại ốc nó mua sắp bầu tín đang dọa các cái chôn đủ nó bôi diễn nè con hòn cái phít lâu lại và ngã tôi nhìn vào dụ diễn những ảnh temporary in cái kỳ chọn đủ ta vi sinh mô thú vinh dòng lẽ in vệ diva kỳ tìm mọi hình.